Thứ hai, tuần 7, mùa thường niên, năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin. Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp, thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Suy niệm. Từ xưa đến nay, tiếp tục công cuộc của Đức Giêsu, trong hội thánh vẫn có những người trừ quỷ. Đó là các tu sĩ, linh mục thánh thiện, được giám mục sở tại cho phép xua trừ quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Tại sao các vị ấy có thể làm được việc lạ lùng kỳ diệu này? Trong khi lời Chúa hôm nay cho thấy các môn đệ, dù đã được Thầy Giêsu ban cho quyền trừ quỷ, nhưng lại bẻ mặt vì thất bại ê chề trước mặt dân chúng. Các vị trừ quỷ nào cũng có một đời sống thánh thiện.
Thế mà đời sống thánh thiện luôn luôn là một đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa từng giây từng phút trong mọi tình huống cuộc đời. Các ngài trừ quỷ không dựa vào thế giá của mình, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, và sức mạnh ấy được thông ban nhờ đời sống cầu nguyện thân thiết với Chúa. Một tác giả so sánh cầu nguyện như bóng đèn được nối với dòng điện, nhờ vậy được sáng tỏ. Ta cần sức mạnh để vượt thắng các cám dỗ, xác thịt nặng nề, các thói hư tật xấu của xã hội hôm nay. Hãy kết hợp với sức mạnh Chúa nhờ tâm tình cầu nguyện. Ta cần mỗi ngày dành vài phút thinh lặng, gặp gỡ Chúa trong tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những giây phút thinh lặng. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao, nhờ mang đôi cánh thần kỳ sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Amen.